Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Vèo, Tiểu Thanh lập tức liền hóa thành một đạo thiểm điện, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong phiến kim quang kia, lập tức cảm nhận được một mảnh ôn hòa, rét lạnh của mùa đông không còn tồn tại hắn thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng chỉ dám đứng ở mép kim quang cảnh giác nhìn qua diệp phàm lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu thiếu chủ ngươi ngươi đào quán cũng mừng rỡ trong lòng nhìn biến hóa của diệp phàm loại cảm giác không cách nào nhìn lên kia mà kích động không ngừng rơi lệ nhưng diệp phàm giờ phút này lại thập phần bình tĩnh không có bất kỳ tình cảm chấn động nào trong hai tròng mắt ngoại trừ vẻ thâm thúy ra chỉ có một tia mờ mịt chỉ nhàn nhạt, lẩm bẩm đông chi quy tắc tịch diệt hắn không phải diệp phàm đột nhiên một giọng nói vang lên lý vân tiêu cũng xông vào giữa kim quang tránh tai nạn trong mắt tràn đầy rung động thật sâu phảng phất không thể tin nổi diệp phàm có chút xoay đầu lại nhìn hắn một cái lộ ra vẻ mỉm cười khó được vậy mà nhẹ gật đầu với lý vân tiêu tiếp theo bước nhanh ra ngoài kim quang bước vào trong tịch diệt chi lực hắn vừa đi ra khỏi vòng kim quang không trung vang lên tiếng xé gió siêu siêu liên tiếp tất cả mọi người lập tức chạy như bay đến dũng mãnh tràn vào chỗ tránh nạn vốn cũng không lớn kia khiến nơi đó thoáng cái liền trở nên chật trội ngay cả phong ấp cũng vọt đến Thích Quang và Đào Quán gắt gao theo dõi hắn, trong mắt bắn ra hận ý ngập trời. Phong ấp sắc mặt biến hóa, không lên tiếng đứng ở biên giới kim quang, âm thầm điều tức lấy nguyên lực. Thương thì là dùng ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn vào khoa đầu văn kim sắc ở chính giữa Đào Quán và Thích Quang, không nói một lời. Lý Vân Tiêu cũng rung động không thôi, quy tắc chi lực đặc biệt mà khoa đầu văn kim sắc kia tản mát ra vậy mà có thể chống lại địa chi quy tắc, đồng. Mà Diệp Phàm tùy ý ngưng tụ thành chữ này, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn nằm giữ được nó rồi. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên chấn động kim quang kia bị cực lực đột nhiên trùng kích trở nên hoảng hốt bất định phong ấp sắc mặt đại biến vội vàng từ biên giới chạy vội đến chính giữa trong toàn bộ kết giới đều hóa thành quy khư chỉ còn lại một phương thế giới màu vàng này tịch diệt chi lực cường đại không ngừng áp xúc tới kim quang càng ngày càng nhỏ bất lão sơn tựa hồ đã nhận ra kim quang chi lực đặc biệt này bắt đầu dần dần biến hóa xu thế thông thiên không ngừng co rút lại chỉ mấy hơi đã biến thành một phương núi nhỏ lơ lửng trên không trung tản mát ra quy tắc chi lực rất mạnh vực giới màu trắng cường đại từ đó phát ra ép về phía mọi người hung hăng đánh xuống trong lòng tất cả mọi người đều bao phủ lên một tầng bóng mờ cảm nhận được quy tắc chi lực hủy diệt tất cả và vực giới huyền khí kia tất cả đều mặt không còn chút máu hoảng sợ không thôi lực lượng thật cường đại đây là cường giả thời đại này sao diệp phàm thì thào tự nói trong mắt hiện lên vẻ ngương trọng bước vài bước đã đến phía trên khe hở màu vàng hai tay không ngừng kết xuất ẩn ký thủy tinh trước ngực để lại trên không trung một đạo hư ảnh bên trong hư ảnh chậm rãi biến hóa ra một phương thuyền nhỏ dưới ấn pháp lập tức bay vào trong tay diệp phàm hai tay hắn chậm rãi mở ra thuyền nhỏ màu vàng cũng theo đó biến hóa bắn ra đạo đạo kim mang biến quanh thân hắn thành một mảnh hải dương màu vàng thuyền nhỏ trong tay hắn đột nhiên biến lớn đụng vào bất lão sơn ầm ầm thế giới biến thành hai cực một vàng một trắng thế giới màu trắng hung hăng đè xuống trong hai cổ nhân sắc lộ ra một đầu khe hở chân không màu đen trong đó sao lún đốm đầy trời vậy mà biến ảo thành ngân hà lưu chuyển bất lão sơn không có người chủ trì chỉ, chỉ bằng vào trình tự đằng quang năm đó thiết trí xuống tự động vận chuyển hấp thu tứ quý kết giới chi lực do vạn cổ thường thành thụ cấu thành còn có uy áp huyền khí của bản thân ngưng tụ ra địa chi pháp tắc tịch diệt trí cường nghiền nát vạn vật hết thảy quy khư hai tay diệp phàm không ngừng thi triển ra ấn quyết đánh vào trong thuyền nhỏ kia cưỡng ép ngăn cản sự chấn áp của bất lão sơn lộ ra có chút miễn cưỡng cố hết sức mà mọi người bên trong khe hở màu vàng bên dưới càng kinh hãi tột đỉnh, loại lực lượng diệt thế này bọn hắn đừng nói ngăn cản, sợ rằng vừa chạm vào đã lập tức chết ngay. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, cảm thụ lấy thế giới trên không va chạm, giống như một mảnh lá khô trong gió, tùy thời đều có thể lật úp. Không được, lực lượng này quá mạnh mẽ, đã là quy tắc đỉnh phong rồi, không sử dụng toàn bộ thần niệm thì căn bản không thể nào chống lại nổi. Diệp Phàm cực không tình nguyện lộ ra chút do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, chắp tay trước ngực, một ấn quyết cổ quái biến hóa trong tay, phát ra nguyên một đám khoa đầu văn kim sắc cuồn cuộn không dứt bay vào trong thuyền nhỏ kia, phảng phất thời không đang phi tốc trôi qua, độ vạn hắc thiên nham nổi lên lăng ba lượn lờ, kéo dài qua bỉ ngạn. Bất lão sơn vào thời khắc này bị ngàn vạn kim quang bao phủ, phát ra thanh âm ầm ầm bị đè ép không ngừng lui về phía sau. Vũ trụ ngân hà giữa hai đạo thế giới lập tức biến mất, vạn thụy quang phóng lên trời, đông chi tịch diệt vào thời khắc này cũng tan rã ra. Kim quang bao phủ đại địa, bất lão sơn bỗng nhiên lực lượng tổn hao nhiều, vậy mà cưỡng ép phá vỡ không gian, muốn bỏ chạy đi nơi khác diệp phàm nhướng mày muốn ra tay chặn đường như đồng tử đột nhiên mở ra trong con người lóe ra vẻ mờ mịt lực lượng quanh thân bắt đầu suy giảm trên diện rộng lại có vẻ như biến mất hắn mạnh lắc đầu lộ ra vẻ mặt ngương trọng tự nói lẩm bẩm không có thời gian sau đó thủ ấn khẽ điểm thuyền nhỏ màu vàng kia trực tiếp bay vào trong ấn ký trước ngực cả người ở trên không trung chấp tay trước ngực ngồi xếp bằng xuống vậy mà bắt đầu nhập định kim quang bốn phía theo hắn nhập định dần dần biến mất chỉ để lại trên không một khe nước cự đại bất lão sơn sớm đã mất đi tung tích toàn bộ bầu trời bắt đầu biến hóa sáng tối bất định theo bất lão sơn biến mất toàn bộ kết giới lập tức nghiền nát tất cả ảo cảnh đều biến mất trong tứ quý không gian trước kia một cổ khí tức sinh mệnh cường đại lan tràn ra bốn phía biến hóa thành màu xanh đậm ở trong phạm vi vài dặm hiện ra vô số cành lá rậm rạp phảng phất như từ trong một không gian khác trực tiếp chui ra vậy tư nhìn biến hóa bốn phía trong lòng đột nhiên chấn động cuồng hỉ nói vạn cổ trường thanh thụ cành lá rậm rạp chằng chịt đột nhiên xuất hiện che khuất bầu trời như rừng rậm kia dĩ nhiên chính là bản thể tiểu thanh rộng đến vài dặm độ cao càng tiếp nối thiên địa dựng thẳng trong đám mây sắc mặt tiểu thanh trở nên có chút khó coi bản thể xuất hiện ở đây cường giả như mây căn bản không có nắm chắc có thể bảo trụ nhưng hiện giờ vấn đề càng lớn hơn chính là thiếu niên kia đến cùng hắn đã xảy ra biến hóa gì khiến hắn không hiểu ra sao nữa hắn nhẹ nhàng đáp lên bản thể mình nhìn diệp phàm lơ lửng trên cành lá quanh thân diệp phàm không có bất kỳ hào quang nào cả thu liễm tất cả khí tức, một tay ngắt lấy ấn quyết, một cái khoa đầu văn kim sắc hiển hiện trong lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng nhạt, cả người vẫn không nhúc nhích. Lực lượng vừa rồi hắn biểu hiện ra khiến trong lòng tất cả mọi người còn có kiên kỵ, không dám vọng động chút nào cả. Trong toàn bộ đại thụ đều yên tĩnh, không có một tia thanh âm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây chiếu xuống, ngay cả tiếng côn trùng tiếng chim hót cũng không có, tất cả đều lặng lặng nhìn Diệp Phàm ngồi xuống, không biết vì sao. Thương híp mắt nhìn qua khoa đầu văn kim sắc trong tay Diệp Phàm, chợt nói, ta hiểu được, hắn đang tiếp thụ truyền thừa thánh khí, lập tức lộ ra vẻ cung kính, nói, ta chính là yêu tộc thương, không muốn đối đầu với ngươi, chỉ muốn lấy cái vạn cổ trường thanh thụ này, mong rằng thả cho một con đường. Diệp Phàm cả người không có chút phản ứng, tựa hồ chẳng quan tâm. Thương trầm tư một lát sau đó mỉm cười, nói, vậy ta coi như ngươi đã đáp ứng. Hắn chậm rãi bay tới phía trước, lướt qua bên người Diệp Phàm, bọn người Vũ cũng theo sát phía sau, phù càng một tay cầm lấy Vũ Văn Cao còn có đường kiếp sau khi dãy dụ kịch liệt một lát rốt cục cũng lựa chọn đi theo những người này rời đi đã mất đi sự trợ giúp của bọn người thương lưu lại đừng nói chiếm tiện nghi có thể giữ mạng được hay không vẫn khó mà nói trầm phong thì trầm giọng nói vũ tiên sinh ngươi đi trước ngay sau gặp lại hắn cảm thấy bằng vào lực của mình và cứu xí linh xà điểu đủ để kiếm một chén canh vũ khẽ gật đầu với hắn nói bảo trọng bảy người rất nhanh rời đi chạy như bay về phía xa bắt đầu tìm kiếm lấy trụ cột của gốc cây này Tiểu Thanh sắc mặt đại biến, lộ ra nộ khí cuồn cuộn, khẽ nói, muốn lấy bản thể ta, thật đúng muốn chết. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo, tia chớp màu xanh quét ngang qua trong tán cây, tất cả mọi người đều không chút tổn thương, hơn nữa lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người còn lại quay chung quanh bên người Diệp Phàm, nguyên một đám đều có chút suy nghĩ, không dám động tay cũng không muốn đi. Lý Vân Tiêu đứng một chút, đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng dùng mình cảm xúc được sát cơ trùng trùng điệp điệp vài đạo thân ảnh lập tức vây quanh lấy hắn ba gã võ đế còn có trương thiệu thiên trầm phong và cứu xí linh xà điểu ngoại trừ hai người đào quán và thích quang lo lắng thủ hộ bên người diệp phàm thì người còn lại toàn bộ đều tầng tầng vây quanh lý vân tiêu mấy đạo thần thức cường đại gắt gao tập trung lấy hắn sao hả các ngươi không phải muốn cướp nặc á chi chu sao vây quanh ta làm gì lý vân tiêu lạnh lùng hỏi hừ bớt giả ngu đi phong ấp hừ nhẹ một tiếng mặt âm trầm bước ra một bước quát giao tử đỉnh và cổ trung ra đây có thể tha cho ngươi một mạng Quả nhiên, Lý Vân Tiêu sớm đã có chuẩn bị, thân thể bắt đầu hiện ra trạng thái yêu hóa, trong linh hồn lần nữa dung hợp với yêu long dung hợp. Trong hoàn cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa thế này, chỉ có đánh ra không gian bên trong sơn hà đỉnh bỏ chạy vào mới có một đường sinh cơ. Trong mắt của hắn một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn tất cả mọi người, cười lạnh nói, "Huyền khí chỉ có hai kiện, các ngươi nhiều người như vậy, làm sao chia?" Phong ấp khinh miệt cười lạnh nói, "Đừng mơ dùng kế khích tướng, chỉ cần ngươi giao ra đây, quản chúng ta chia sao làm gì?" ở đây người nào không phải lão hồ ly làm gì có ai dễ dàng bị hắn khích tướng chứ muốn vận dụng hồn chính kỹ pháp đừng vùng vẫy thanh âm lạnh như băng của trương thiệu thiên truyền đến hắn trực tiếp cảm ứng được linh hồn chấn động của lý vân tiêu ném ra phệ hồn phiên thả ra kim sắc hồn nô hồn nô kia há miệng liền nhổ ra một đoàn sương mù vậy mà chế trụ linh hồn dung hợp của lý vân tiêu yêu long ở trong linh hồn cảm thấy trở ngại thật lớn vậy mà không cách nào dung hợp được chiêu hồn chính kỹ pháp này chính là bí pháp phệ hồn tốc ta còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang sao Trương Thiệu Thiên vẻ mặt lạnh lùng, điểm xuống mấy bí quyết, sương mù mà kim sắc hồn nô nhổ ra liền biến thành màu xám trắng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy không chỉ có hồn lực đã bị chấn áp, hơn nữa yêu long tựa hồ còn như muốn bị rút ra ngoài vậy. Hắn hoảng sợ kinh hãi, trong mắt bạo xuất ra đạo đạo lệ mang, nhìn chằm chằm vào Trương Thiệu Thiên trong nội tâm rét run, nhưng vẫn kiên trì chống lại. Ở đây cao thủ nhiều như mây, Lý Vân Tiêu lần này chỉ có chạy đàng trời, hẳn phải trách không thể nghi ngờ, hắn cũng không có gì phải sợ cả. Phong ấp lộ ra vẻ áp lực, nhìn thoáng qua Trương Thiệu Thiên, khen, đúng vậy tiểu tử ngươi làm không tệ đợi lát nữa linh hồn của hắn sẽ thuộc về ngươi có thể tùy tiện lấy đi trương thiệu thiên trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng lý vân tiêu chỉ là tồn tại cấp bậc võ tông hắn cũng không thèm để vào mắt hắn để ý chính là đạo hồn phách hậu duệ chân long trong linh hồn đối phương kia sa húc nghiêu cũng lộ sắc mặt âm lãnh nếu không phải bị trương thiệu thiên cắn nuốt bộ phận hồn phách hắn cũng sẽ không tổn thương như vậy giờ chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn chỗ tốt bị một mình phong ấp độc chiếm nếu ngươi đã quật cường như vậy vậy ta chỉ có thể động thủ một chút rồi trong mắt phong ấp lộ ra sát ý trào phúng ngự thú hoàn giữ trong lòng bàn tay một chiêu ngũ hành thánh trảo bắt tới đế khí tung hoành chấn áp hết thảy bọn người trương thiệu thiên và trầm phong ở bốn phía tuy rằng là võ tôn đỉnh phong cũng cảm thấy cực kỳ không khỏe áp lực sắc mặt hết sức khó coi muốn động đến hắn đã hỏi qua ta chưa một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến diệp phàm vốn còn đang ngồi điều tức đột nhiên dương đôi mắt đôi mắt khép mở chợt có một đạo thiểm điện sạch qua bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lý vân tiêu một ngón tay như đao mang điểm xuống trên ngón tay kia vậy mà lóe ra khoa đầu văn tự vô cùng rực rỡ tươi đẹp phong ấp trong nội tâm kinh hãi hoảng sợ phát hiện trên cánh tay mình đã bị một cổ lực lượng chấn áp vậy mà không cách nào nhúc nhích được sao lại vậy cửu thiên đế khí chấn áp tất cả sao lại có lực lượng có thể chấn áp đế khí của ta chứ trên mặt phong ấp lộ ra vẻ sợ hãi một loại sợ hãi vô danh phá vỡ thưởng thức của hắn đánh úp lại diệp phàm một ngón tay điểm qua chỉ thấy máu tươi tóe lên bàn tay của hắn liền bay ra ngoài a à, phong ấp kêu thảm một tiếng trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa vội vàng dùng tay trái triệu hồi ngũ hành ngự thú hoàn cũng không dám ở lâu thêm nữa muốn ngự không mà đi người còn lại cũng thấy tình thế không tốt đều muốn nhao nhao bỏ chạy đã dẫn tới ta xuất thủ vậy thì lưu lại toàn bộ đi trong mắt diệp phàm hiện lên hàn quang thanh âm kia trầm ổn hùng hậu hoàn toàn không giống với lúc trước mà ngay cả khí tức phát ra trên người hắn cũng lăng lệ dị thường khiến người khó có thể tới gần chư pháp vô tương bà nhược thần trưởng một thủ ấn ngưng tụ trên khâu trung bỗng nhiên biến ảo ngàn vạn đầy trời hiện lên một đạo kim quang cháo lấy diệp phàm làm trung tâm đẩy ra những nơi đi qua đều là trường ấn màu vàng giống như nhất niệm đạo hóa vô số thiên địa vạn vật đều cho ta trưởng đồng tử lý vân tiêu đột nhiên co lại uy lực một trưởng này đủ để so với đại phong vân trưởng của hắn rồi thích quang và đào quán ở xa càng mở to hai mắt hoảng sợ thất thanh nói bàn nhược thần trưởng dĩ nhiên là bàn nhược thần trưởng đã thất truyền từ lâu trong lòng hai người kinh hãi tột đỉnh phanh 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 ngàn vạn vô số trưởng ấn nhao nhau một đường bạo tới võ giả ở bốn phía mọi người hoảng hốt nguyên một đám thi triển ra tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng điên cuồng bỏ chạy tán loạn trong đó sa húc nghiêu và ngư dương chu cách gần nhất bị một trưởng đập nát phòng ngự đế khí trưởng ấn chấn vào ngực nội tạng lập tức nghiền nát thân thể bị chấn văng ra xa thân thể sa húc nghiêu rơi xuống trên đại thụ liền trực tiếp bỏ mạng ngư dương chu cũng bị đánh bay ra xa phun ra một ngụm lớn máu tươi không biết thi triển thủ đoạn bảo vệ tánh mạng gì vậy mà lưu lại một hơi tàn vận lên chân khí sau đó liền chạy đi như điên phong ấp bởi vì chạy trốn sớm tuy rằng cũng bị thần trưởng ảnh hưởng bị đánh nát mảng lớn xương cốt nhưng cũng không tổn thương nội phủ là người bị thương nhẹ nhất trương thiệu thiên và trầm phong còn có cửu xí linh xà điểu lại không có vận khí tốt như vậy trực tiếp bị thần trưởng đánh bại chưa kịp dãy dụ chút nào đã bỏ mạng tại chỗ diệp phàm thu trưởng về cau mày nói vậy mà chạy mất hai tên tựa hồ đối với một trưởng của mình cảm thấy cực kỳ bất mãn hắn đại phát thần uy khiến thích quang và đào quán đều cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa một chiêu đã đánh gục ba gã võ tôn đỉnh phong và một gã võ đế còn có hai gã võ đế bị trọng thương bỏ chạy hiện giờ dù là người ngu cũng biết người trước mắt này không phải là diệp phàm đào quán hoảng sợ nói ngươi ngươi rốt cuộc là ai thiếu chủ hắn sao rồi diệp phàm nhìn hắn một cái không lên tiếng mà cau mày lý vân tiêu nuốt ngụm nước miếng ngưng giọng nói nếu như ta không đoán sai thì hắn chính là cái thế võ đế diệp nam thiên ba chữ kia như sấm sét nổ vang trong cành lá rậm rạp, khiến chim rừng cũng bị chấn cho phải rào rào bay lên yên tĩnh dị thường. Diệp, Diệp Nam Thiên đại nhân, Đào Quán và Thích Quang đều run rẩy toàn thân, mạnh mẽ trực tiếp quỳ lạy sát xuống trên không trung. Tuy rằng bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được, nhưng Lý Vân Tiêu nói như vậy, bọn hắn chẳng biết tại sao lại tin ngay. Diệp Phàm nhạt nhạt dừng ở Lý Vân Tiêu, tựa hồ như muốn nhìn thấu hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, không có chút ý sợ hãi nào cả, vận chuyển đại diễn thần quyết, khiến đối phương không cách nào điều tra được gì cả. Ồ, Diệp Phàm kêu nhẹ một tiếng, lập tức cười nói, xem ra ngươi cũng là người có bí mật. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, trầm giọng nói, ta không cần biết ngươi là ai, Diệp Nam Thiên cũng tốt, hay là cường giả tuyệt thế khác cũng thế, ta chỉ muốn biết Diệp Phàm sao rồi, ngươi muốn chiếm cứ thân thể của hắn tới khi nào. Diệp Phàm cười nói, xem ra ngươi cũng rất quan tâm đến hắn, ta cứu không lầm người năm đó ta ở trong nặc á chi chu lưu lại ba đạo thần niệm chính là vì trợ giúp hậu nhân của ta kế thừa thành khí này mặc dù biết thân phận của đối phương nhưng lý vân tiêu không sợ chút nào cười lạnh nói thiên cổ nhất cục dĩ nhiên là một âm mưu trừ tử tôn diệp ra ngươi ra không có âm thực ấn ký tuyệt không khả năng đạt được nặc á chi chu không sai diệp phàm sảng khoái gật đầu nói nặc á chi chu này là ta luyện chế tự nhiên muốn để lại cho hậu nhân mình người còn lại sinh lòng tham niệm chết chưa hết tội hắn đối với vô số cường giả mấy ngàn năm qua vì đoạt được thuyền nhỏ này mà bỏ mạng tựa hồ cực kỳ khinh thường tiếp tục nói ba đạo thần niệm này vốn là để cho hắn kế thừa tất cả võ ý và tinh túy của ta nhưng trước kia chấn vỡ đại địa quy tắc trí cường kia đã tiêu hao hai đạo bà nhược thần trưởng vừa rồi lại hao phí nửa đạo thần niệm hiện giờ chỉ còn lại nửa đạo thần niệm thật sự khiến ta khổ não tựa hồ đang trưng cầu ý tứ lý vân tiêu hắn hỏi là để hắn bộ phận dung hợp nặc á chi chu hay là kế thừa bộ phận võ ý của ta Vô luận là loại nào, cũng đã xa xa không đủ rồi, ba đạo thần niệm này của ta yên lặng mấy ngàn năm, không thể tưởng được vừa ra đã chỉ còn lại nửa đạo để dùng, hơn nữa uy lực so với vài ngàn năm trước kém hơn rất nhiều. Lý Vân tiêu kinh ngạc cười nói, đây chính là đại sự quan hệ đến nhất mạch truyền thừa của Thánh Hỏa Điện ngươi, hỏi ta làm gì? Chỉ cần Diệp Phàm không có việc gì là được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta không nói nhiều nữa. Hắn đang định lăng không mà đi, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hé miệng ra như muốn nói điều gì đó diệp phàm nhẹ nhàng cười cười vươn tay ngắt lời có phải ngươi muốn hỏi ta về chuyện thần cảnh không bốn chữ không thể trả lời ta kháo lý vân tiêu khinh bỉ dựng thẳng lên ngón giữa cũng không quay đầu lại liền lăng không mà đi diệp phàm dừng ở bóng lưng của hắn cho đến sau khi biến mất mới nói với hai người đào quán và thích quang người này có thiên vận nơi thân quyết không thể là địch được nói xong liền đáp lên một cành cây to ngồi xếp bằng lại đào quán và thích quang cả kinh vội vàng liên tục đồng ý phân biệt đứng ở bên cạnh diệp phàm hộ pháp cho hắn Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ và khó có thể tin trong mắt đối phương, biến hóa trong khoảng thời gian ngắn này khiến bọn hắn có chút không thể thích ứng được. Muốn nói Diệp Phàm trước mắt này chính là Diệp Nam Thiên, quả thực quá mức quái dị, thật sự khiến người khó có thể tiếp nhận nổi. Nhưng khí chất và thực lực đó, nếu không phải thế thì cũng không biết giải thích sao nữa. Hơn nữa dùng thực lực hai người, nói gì đến hộ pháp cho người ta, nếu thật có biến xuất hiện thì ngược lại cần Diệp Phàm cứu bọn họ thì đúng hơn. Lý Vân Tiêu phi tốc xuyên thẳng qua trong cành lá rậm rạp, bản thể vạn cổ trường thanh thụ này có thể so sánh với côn ngô thần thụ rồi, đều là vô cùng khổng lồ, giống như một tòa rừng rậm vậy. Hắn dọc theo dấu vết lôi điện tiểu thanh để lại mà đi, mục tiêu của thương chính là thu cây đại thụ này để tầm bổ cho hồn thiên nghi, mà giới thần bi của hắn cũng có thể, nếu có thể đủ hấp thụ sinh cơ vô hạn này uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ba gã võ đế chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, duy nhất có thể uy hiếp được hắn chỉ còn lại tiểu thanh và đám đại yêu tiểu thanh thiếu nợ nhân tình của hắn mà đại yêu cũng đã giao thủ nhiều lần không có gì phải sợ cả trong đầu lý vân tiêu không ngừng nhớ lại tình cảnh vừa rồi mỗi lần diệp nam thiên ra tay còn có bà nhược thần trưởng kia cũng dần dần hiện lên trong đầu hắn bỗng nhiên hắn lộ vẻ tươi cười lẩm bẩm thần cảnh sao ta cuối cùng cũng sẽ đạt tới ầm ầm phía trước đột nhiên truyền đến chấn động cực lớn toàn bộ rừng cây bắt đầu lay động bốn phía tất cả đều là lá cây xào sạt khiến người ù cả tai một bóng đen cự đại từ trong rừng rậm đằng xa đứng thẳng lên gào thét lớn bộc phát ra lực lượng kinh người mà trên bầu trời chung quanh tất cả đều là sấm sét vang dội chính là thân ảnh tiểu thanh đang chiến đấu lý vân tiêu ngây ngốc một chút lộ ra vẻ mặt ngương trọng hai con ngươi nhìn ra xa thân ảnh cực lớn kia trên trán có hai ngân giác hai mắt kim quang diệu diệu trên hai ngân giác kia chớp động lên lực lượng cường đại vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ lôi điện của tiểu thanh tổn thương đến bản thể hắn bên trái thân ảnh quấn lấy một cái bảo ngọc hoàn hoàng kim đúng là thương giờ phút này từng vòng ánh sáng trói lọi rơi xuống giống như ánh trăng chiếu rọi khiến thân ảnh hắn tản mát ra màu cổ đồng cực kỳ uy vũ đây chính là bản thể của thương sao lý vân tiêu chấn động bình thường người yêu tộc bị buộc ra bản thể đều là lúc bất đắc dĩ bởi vì sau khi hiện ra bản thể nguyên khí sẽ đại thương tiến vào thời kỳ suy yếu cực độ nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ai dễ dàng hiển lộ hiện giờ bản thể thương xuất hiện chứng minh hắn đã đập nồi dìm thuyền đánh cực một lần cuối cùng rồi chỗ đó nhất định chính là chỗ hạch tâm của vạn cổ trường thanh thụ lý vân tiêu nuốt một viên đan dược điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong sau đó liền chạy đi như bay ở bốn phía bản thể thương bốn người vũ đều đứng vững ở xa xa trên mặt lộ ra vẻ lo âu tiểu thanh thân hóa lôi điện chỉ có cửu thiên đế khí mới có thể chấn áp bọn hắn một chút cũng không giúp được mà thương chính là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất trong yêu tộc họa đấu tộc trời sinh ngân giác kim mục có chứa vô thượng yêu lực không thua gì đế khí chi uy lê lo lắng nói nơi này là chỗ bản thể tiểu thanh hắn có thể tùy thời hấp thụ sinh cơ chi lực kéo dài càng lâu đối với thương đại nhân càng bất lợi các ngươi trước tiên dùng tam tài trận mở ra bộ phận hạch tâm nơi này ta đi trợ giúp thương đại nhân một tay nàng tế ra chống trận dẫm lên nhảy vào trong lĩnh vực lôi điện của tiểu thanh trên người cũng bắt đầu phát sinh hiện tượng yêu hóa trên cánh tay mảnh mai sinh ra ba đạo cốt nhận gương mặt cũng dần dần trở nên yêu dị tóc dài bay múa ở sau lưng dưới chân dựa theo bộ pháp nhất định dẫm ra các loại tiết tấu vậy mà sinh sinh xé mở một lối đi tiếng trống như tư thế hào hùng mang theo sắc khí vô biên cuồn cuộn mà đến giống như tiến vào chiến trường viễn cổ vậy bốn phía đều là điều hưu trí tiểu thanh đang đánh nhau túi bụi với thương đột nhiên lực lượng trên người bắt đầu xuất hiện tần suất sao động tâm tình thoáng cái trở nên bực bội tiếng trống kia mỗi khi vang lên giống như thiết trùy nện vào trái tim hắn dưới mấy lần sơ sẩy thiếu chút nữa đã bị thương trấn áp trong mắt thương liên tiếp bắn ra mấy đạo kim mang nhảy vào trong lôi điện bắn thủng thân thể tiểu thanh ngay sau đó cặp ngân giác trên trán phát ra ánh sáng rực rỡ trong hai nắm tay có hai đạo cầu năng lượng chớp động ngân quang vọt nhanh đánh vào trong lôi ngục của tiểu thanh trong miệng lại hét lớn lê ngươi lùi ra ngoài cho ta thu lấy bản thể thần thụ này tiểu thanh bị lôi cầu màu bạc kia đập trúng cả người đều biến thành màu bạc lưu chuyển kêu rên vài tiếng cực kỳ thống khổ liên tục thối lui lại trên khâu trung sau khi thu nạp tất cả lôi điện liền ngừng lại trên khâu trung trong mắt lộ vẻ vẻ phẫn nộ hắn nhìn thoáng qua phía dưới đám người vũ đã bày trận đào lấy gốc rễ hắn hắn liền hồn hển lao xuống dưới tuy rằng hiện giờ hắn đã thoát ly bản thể mà ra nhưng dù sao cũng là do bản thể biến thành thật giống như trơ mắt ra nhìn cuống rốn của mình bị người ăn tươi vậy ai có thể chịu được tiểu thanh cơ hồ giận như phát điên trung thực lưu lại trên không trung cho ta đi thương hét lớn một tiếng hai nắm đấm cũng giống như song rác trên trán biến thành ngân quang lóng lánh hai tay kết xuất một ấn quyết cổ quái kim quang trong ánh mắt trực tiếp bắn vào trong đó kim ngân nhị sắc dung hợp cùng một chỗ dưới chỉ quyết biến hóa thành hình một đạo đồ án thái cực đồ án này vừa ra một cổ lực lượng kỳ dị bắn ra không gian quanh thân đều ngưng tụ phảng phất toàn bộ bất động mà ngay cả bản thân thương cũng không thể động đậy lôi điện chi thân của tiểu thanh cũng trực tiếp hiển hóa ra dưới lực lượng nhị sắc kia đình trệ xuống mỗi khi di chuyển một chút đều cực khổ dị thường kinh hãi nói thiên phú thần thông của họa đấu tộc thái cực phong thiên ấn thương vẻ mặt vẻ giữ tợn nói ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây ngắm phong cảnh cùng ta đi đợi thủ hạ ta thu lấy bản thể ngươi rồi tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi tiểu thanh giận tím mặt dốc sức liều mạng tụ tích lũy lấy năng lượng lạnh giọng nói ngươi thật muốn bức ta ngưng tụ tử phủ diệt thế thần lôi sao hồn thiên nghi của ngươi đã hỏng rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng phong thiên ấn trình độ này có thể áp chế diệt thế chi uy sao thương trong lòng run rẩy thoáng một phát hồn thiên nhi bị hỏng yêu thương chết trận tất cả đều là do tiểu thanh ban tặng giờ phút này nhắc tới càng là kích thích lửa giận trong lòng hắn giống lớn nói ngươi ngưng tụ thần lôi thử xem dưới phong thiên ấn của ta ngươi nhiều nhất chỉ giết được mình ta ngươi cho rằng bản thể ngươi có thể yên lành sao tiểu thanh mặt âm trầm hắn biết rõ thường nói không sai thái cực phong thiên ấn chính là thiên phú thần thông mà chi vương chi huyết mạch của họa đấu nhất tộc mới có thể truyền thừa được xưng là phong ấn mạnh nhất tại thiên võ giới nếu không phải thực lực thương quá thấp thì chút tử lôi kia của mình căn bản không thể phá được hơn nữa một khi ngưng tụ tử lôi lực lượng hao hết thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai người cứ như vậy đối nghịch trên không trung một phương đồ án thái cực kim ngân nhị sắc phẳng phất tự thành thế giới ở quanh thân hai người như tinh hà lưu chuyển phân cả bầu trời thành hai nửa thái cực đồ án ở trong đó như ẩn như hiện, duy hoàng duy hốt. Ở bên dưới, ba người vũ kết thành tam tài trận, ba kiện huyền khí cửu giai tạo thành một đồ án hình tam giác, hai hai tương giao, kim quang bắn ra bốn phía, tuy rằng đơn giản nhưng lại có thể hội tụ tất cả lực lượng lại một điểm. Ầm ầm. Một điểm tụ tập lực lượng ba kiện huyền khí kia bỗng nhiên nổ tung, một cái cầu năng lượng màu vàng hình tròn hình thành trên không trung, không ngừng biến lớn ra, ở trong cầu năng lượng chiếu rọi ra một cây đại thụ thông thiên, linh khí 10 phần. Chính là chỗ này, Vũ trầm giọng khẽ quát, tay trái điểm ra vài chỉ quyết, nguyên một đám phù văn lưu động trên thân Vĩ Quang kiếm, bắn vào trong quang cầu kia. Năng lượng cầu vào thời khắc này đột nhiên nứt ra, cũng không có lực lượng chấn động quá lớn, mà hiện ra một không gian hắc sắc, giống như phá vỡ phong ấn nào đó. Hai không gian vào thời khắc này nối tiếp nhau, phát ra va chạm rất nhỏ, còn có hàng trăm hàng ngàn khe hở màu đen đùng đùng dần hiện ra. Bản thể không gian, Vũ đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiểu Thanh ở trên không nhìn xem tất cả, gương mặt âm trầm như muốn chảy ra nước rồi. Chỗ Hạch Tâm Vạn Cổ Trường Thanh Thụ, ngưng tụ toàn bộ tánh mạng tinh hoa, một đoạn thần thụ nhỏ từ trong không gian kỳ dị kia dần hiển hóa ra. Nhanh phong bế Hạch Tâm thần thụ kia, ngàn vạn đừng để nó rơi xuống đất. Thương giống lớn nói, một khi thụ hạch rơi xuống đất, lực lượng sẽ theo cả vùng đất sói mòn, khó có thể thu lấy toàn bộ được. Trên trán hắn bắt đầu mồ hôi rơi như mưa, đã là nhỏ mạnh hết đà rồi, Thái Cực Phong Thiên Ấn Đồ cũng hoảng hốt bất định, tùy thời đều có dấu hiệu biến mất ba gã đại yêu vội vàng kết ấn liên thủ lập tức bố ra một kết giới trực tiếp phong ấn không gian vừa xuất hiện kia hạch tâm thần thụ khó có thể thoát ly mà ra vũ văn cao đứng yên ở xa xa nhìn xem lúc này đột nhiên lộ ra vẻ mặt âm lãnh bỗng nhiên ra tay với đường kiếp ở cách đó không xa uy lực lĩnh vực võ tôn trực tiếp cuồn cuộn ép tới tĩnh dưỡng điều tức một thời gian lực lượng của hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục một mực đều chờ thời khắc động thủ ngươi làm cái gì đường kiếp cả kinh lập tức lấy ra chu tước đao ngăn cản trước người lưỡi đao sắc bén phá vỡ lĩnh vực đồng thời toàn thân hơi co lại công thủ nhiều mặt nhưng vũ văn cao xuất thân sát thủ đỉnh cấp sát một khi động thủ đều là một kích lôi đình chỉ thấy thân ảnh chớp động sau đó liền hoàn toàn biến mất tung tích lăng không ẩn nặc rồi đường kiếp quá sợ hãi chu tước đao múa ra đao mang ở bốn phía thân thể kết thành một đường phòng bị vũ văn cao đánh lén hắc không có tác dụng đâu tiếng cười lạnh của vũ văn cao từ sau lưng hắn truyền đến đường kiếp hoảng hốt quay đầu chém ra một đao liền cảm thấy chỗ các đốt ngón tay bị một ngón tay điểm tới cả đầu cánh tay lập tức tê dại chu tức đao bị rơi xuống hắc hắc có thể được một kiện huyền khí cửu dai cũng coi như không ủng công chuyến này rồi chút ít tinh nguyên mất đi kia cũng coi như đã nhận được hồi báo không nhỏ đường kiếp kinh hãi hoa cả mắt chỉ thấy không chung có mấy đạo tàn ảnh vũ văn cao liền mang theo chu tức đao của hắn chạy đi toàn bộ quá trình động thủ chỉ trong mấy hơi thở hắn thậm chí ngay cả động tác của đối phương cũng không thấy đã mất đi bảo đao từ thần cung không hổ là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ sắc mặt đường kiếp lập tức trắng bệch mất đi chu tức đau đối với thực lực của hắn mà nói không thể nghi ngờ là đà kích cực lớn mà giờ khác này ba gã đại yêu đang tại phong ấn không gian hạch tâm thần thụ căn bản không có thời gian rảnh để ý tới hắn xa xa thân ảnh vũ văn cao rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ muốn biến mất trong tầm mắt nhưng khiến đường kiếp ngạc nhiên chính là điểm nhỏ kia không chỉ không có biến mất ngược lại càng lúc càng lớn chuyện gì xảy ra hắn lại trở về rồi sao Đường Kiếp trong lòng sững sờ, liền thấy thân thể Vũ Văn Cao không tự chủ được bay lượn trên không trung, trong mắt lộ vẻ sợ hãi và phẫn nộ, trọng thương ngã trên mặt đất. Mà một bóng người mặt mũi tràn đầy lạnh như băng xuất hiện, trong tay đang nắm lấy chu tức đao, từng bước một lâm không đi tới, dưới vai phải chống chân không có gì. Phong Ấp, Đường Kiếp kinh hãi kêu lên, hắn nhìn chỗ tay cụt của Phong Ấp, nghĩ mãi mà không rõ có ai lại có thể đoạn đi cánh tay kia của hắn. Phong Ấp không để ý tới Vũ Văn Cao trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người Vũ chớp động mấy cái đã đi tới âm thanh lạnh lùng nói thân nhập bảo sơn há có thể tay không mà quay về nặc á chi chu ta không chiếm được cầm vài món huyền khí cửu dai cũng tốt trong tay hắn lóe lên hào quang chu tước đao đã bị hắn thu vào vẻ mặt tham lam nhìn qua huyền khí cửu dai của ba người vũ để lại trên không trung một giải hào quang dưới sự kinh hãi của mọi người hắn bay lên trời hóa thành một đạo quang mang phóng tới ba kiện huyền khí cửu dai kia vươn tay muốn bắt tới ngươi muốn gì Vũ mắt lộ ra hung mang, dẫn dữ nhìn chằm chằm vào phong ấp, trên người chấn động ra một đạo tinh thần lực, liền biến mất tại chỗ, thuấn di đến trước người phong ấp, đánh ra một quyền. Ba người bọn họ chỉ có thực lực võ tông, hoàn toàn dựa vào lực lượng huyền khí phong ấn không gian hạch tâm thần thụ, nếu bị lấy đi hạch tâm thần thụ tất nhiên sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Chỉ bằng lực lượng con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Phong ấp khinh miệt cười, đế khí ngưng tụ trong lòng bàn tay đánh ra lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp chấn vỡ quyền kình của vũ đánh lên trên người hắn tuy rằng hắn hiện giờ có thương tích nơi thân nhưng cũng không phải võ tông có thể chống lại nếu không phải thân thể vũ vô cùng cường đại thì giới một trường này đã sớm tan thành mây khói rồi dù vậy thân thể hắn cũng trọng thương cực nặng xa xa ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết lê lao như bay trên không trung năm ngón tay liên tục đánh lên chống trận từng đạo kình khí sóng âm phá không mà xuống vọt tới trên người phong ấp giờ phút này yêu hóa của nàng đã càng ngày càng mạnh hình thể đã sớm lớn hơn gấp mấy lần giơ tay nhấc chân cũng có uy năng lớn lao phong ấp nhướng mày ngũ hành ngự thú hoàn từ trong tay bay ra ở trên không trung hóa thành một cái vòng lớn năm đầu thử vương vòng quanh vòng lớn năm loại lực lượng các thuộc tính tỏa ra hình thành một đạo phòng ngự ngăn trở hết tất cả sóng âm lê biến sắc chống chấn đột nhiên biến lên cực lớn giống như núi cao hung hăng ép xuống dưới lập tức nhật nguyệt vô quang vào thời khắc mấu chốt này nàng cũng không quan tâm gì nhiều nữa dù liều huyền khí vỡ vụn cũng nhất định phải can đoan thu được lực lượng hạch tâm của vạn cổ trường thanh thụ phong ấp rốt cục động dung rồi uy áp huyền khí của cửu lê chiến cổ hơn xa ngũ hành ngự thú hoàn của hắn trên mặt năm đầu thử vương bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ tốc độ chạy trốn cũng dần giảm bớt ngũ hành ngự thú hoàn của hắn chẳng qua chỉ là chuẩn huyền khí cửu dai nếu cưỡng ép và chạm thì sợ rằng sẽ triệt để hư hao mất